Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những sinh vật kỳ diệu và hấp dẫn của thiên nhiên. Đó chính là bọ cánh cứng. Với bộ cánh cứng cáp và màu sắc đa dạng, bọ cánh cứng không chỉ là biểu tượng của sự kiên cường mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc sống, đặc điểm và những điều thú vị về loài bọ cánh cứng nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Bọ cánh cứng là một trong những nhóm côn trùng đa dạng và phong phú nhất trên thế giới. Kích thước của bọ cánh cứng rất đa dạng, từ những loài rất nhỏ chỉ vài mm cho đến những loài khổng lồ. Một trong những loài bọ cánh cứng lớn nhất là bọ Hercules, Dinus Hercules, có chiều dài cơ thể lên đến 17 cm và cân nặng khoảng 100 g, khiến nó trở thành một trong những loài bọ lớn nhất trên thế giới. Ngoài bọ Hercules, còn có bọ Titan, Titanus giganteus, được tìm thấy ở rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ. Loài này có thể đạt chiều dài lên đến 16,7 cm, cân nặng của nó có thể lên đến 120 g, đặc biệt ấn tượng với bộ cánh cứng và hàm mạnh mẽ dùng để bảo vệ và săn mồi. Trong khi đó, một số loài bọ cánh cứng nhỏ hơn như bọ đen nhỏ, Telidae, có chiều dài chỉ khoảng 0,25 mm, gần như vô hình bằng mắt thường. Tuy kích thước khiêm tốn, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái như phân hủy hữu cơ. Những con số và số liệu này không chỉ minh họa sự đa dạng đáng kinh ngạc của bọ cánh cứng, mà còn cho thấy sự thích nghi tuyệt vời của chúng với nhiều môi trường sống khác nhau trên khắp thế giới. Từ những cánh rừng rậm nhiệt đới cho đến sa mạc khô cằn, bọ cánh cứng tồn tại và phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế của mình trong thế giới côn trùng. Bọ cánh cứng là những sinh vật nhỏ bé nhưng sở hữu những bộ phận cơ thể vô cùng ấn tượng và phức tạp. Mỗi chi tiết đều góp phần vào sự sinh tồn và thành công của chúng trong tự nhiên. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của bọ cánh cứng là cặp cánh cứng phía trước, gọi là elytra. Cánh elytra không chỉ bảo vệ cặp cánh mềm phía sau, dùng để bay, mà còn giúp bảo vệ cơ thể khỏi kẻ thù và các tác nhân gây hại từ môi trường. Ví dụ, elytra của bọ Hercules không chỉ có chiều dài lên đến 17 cm, mà còn rất cứng, giúp nó chống lại những cú tấn công từ kẻ thù. Hàm của bọ cánh cứng cũng là một bộ phận cơ thể cực kỳ ấn tượng. Bọ hung, Chrysacer, có hàm mạnh mẽ dùng để cắt và nghiền thức ăn, chủ yếu là phân động vật. Một số loài bọ cánh cứng như bọ Titan, Titanus giganteus, có hàm dài và sắc bén, có thể cắt xuyên qua gỗ và các vật liệu cứng khác. Hàm của bọ cánh cứng không chỉ là công cụ ăn uống, mà còn là vũ khí lợi hại trong các cuộc đấu tranh giành lãnh thổ và bạn đời. Bộ phận cảm giác của bọ cánh cứng cũng rất phát triển, với cặp râu, antenna đặc biệt. Râu của bọ cánh cứng có thể dài bằng hoặc hơn chiều dài cơ thể, chẳng hạn như ở loài bọ lửa, Pyrrhocroida. Râu giúp chúng phát hiện mùi, rung động và thậm chí là độ ẩm trong môi trường, giúp chúng tìm kiếm thức ăn và đối tượng phối một cách hiệu quả. Chân của bọ cánh cứng cũng rất đặc biệt, với mỗi chân có cấu trúc khác nhau tùy theo loài và chức năng. Bọ cánh cứng hổ, Cicindelina, có chân dài và mạnh mẽ, giúp chúng chạy rất nhanh, đạt tốc độ lên đến 9 km/h, tương đương với vận tốc của một người đi bộ nhanh. Điều này giúp chúng săn mồi và trốn thoát kẻ thù hiệu quả. Bọ cánh cứng là một trong những nhóm côn trùng đông đảo và phong phú nhất trên hành tinh, với hơn 400.000 loài đã được mô tả và ước tính có thể lên đến 1 triệu loài chưa được phát hiện. Số lượng cá thể bọ cánh cứng trên toàn cầu rất lớn, chiếm khoảng 40% tổng số loài côn trùng và khoảng 25% tổng số loài động vật đã được biết đến. Chúng phân bố rộng rãi khắp mọi nơi trên thế giới, từ các khu rừng nhiệt đới rậm rạp ở Amazon, sa mạc khô cằn ở Sahara, cho đến các vùng cực lạnh giá ở Bắc Cực và Nam Cực. Tốc độ của bọ cánh cứng có thể rất ấn tượng, đặc biệt là ở một số loài săn mồi như bọ hổ, Cicindelina. Bọ hổ có thể đạt tốc độ lên đến 9 km/h, tương đương với vận tốc của một người đi bộ nhanh. Sự nhanh nhẹn này giúp chúng săn mồi hiệu quả và trốn thoát kẻ thù dễ dàng. Tuổi thọ của bọ cánh cứng rất đa dạng, tùy thuộc vào loài. Một số loài bọ cánh cứng nhỏ có thể chỉ sống vài tháng, trong khi những loài lớn hơn có thể sống nhiều năm. Ví dụ, bọ hung, Scarabaeus sacer, có thể sống đến 3 năm, trong khi bọ Hercules, Dinus Hercules, có thể sống đến 6 tháng trong giai đoạn trưởng thành, nhưng lại có giai đoạn ấu trùng kéo dài từ 1 đến 2 năm. Bọ Titan, Titanus giganteus,
loài bọ cánh cứng lớn nhất, có thể sống từ 3 đến 5 năm, bao gồm cả giai đoạn ấu trùng và trưởng thành. Phân bố rộng rãi của bọ cánh cứng trên toàn cầu không chỉ minh chứng cho khả năng thích nghi đa dạng của chúng, mà còn cho thấy vai trò quan trọng của chúng trong hệ sinh thái. Chúng góp phần vào việc phân hủy hữu cơ, làm giàu đất, kiểm soát sâu bệnh và thậm chí thụ phấn cho cây trồng. Sự phong phú và đa dạng của bọ cánh cứng làm cho chúng trở thành một nhóm côn trùng quan trọng và đáng chú ý trong nghiên cứu sinh học và bảo tồn môi trường. Bọ cánh cứng là những sinh vật cực kỳ đa dạng về thói quen ăn uống và cách tìm kiếm thức ăn. Một số loài bọ cánh cứng như bọ hung, saucer, ăn phân động vật và đóng vai trò quan trọng trong việc phân hủy và tái chế chất hữu cơ. Chúng có khả năng cuộn phân thành những quả cầu tròn và lăn chúng về tổ để làm nguồn thức ăn cho ấu trùng. Một quả cầu phân có thể nặng gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của bọ hung, thể hiện sức mạnh và sự chuyên cần của loài này. Các loài bọ cánh cứng khác như bọ rùa, Coccinellidae, ăn dẹp cây và các loài côn trùng gây hại khác. Một con bọ rùa trưởng thành có thể ăn tới 50 con dẹp mỗi ngày. Và trong suốt cuộc đời, một con bọ rùa có thể tiêu diệt hàng ngàn con dẹp, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát sâu bệnh hại cây trồng. Khi tìm kiếm nơi ở, bọ cánh cứng thường chọn những nơi có nhiều thức ăn và môi trường thích hợp để sinh sản. Ví dụ, bọ Hercules, Nestes Hercules, thường sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, nơi có nhiều cây cối và mùn đất. Chúng sử dụng rễ cây và các hốc cây để ẩn náu và đẻ trứng, tạo nên một nơi an toàn cho ấu trùng phát triển. Để trốn tránh kẻ thù, bọ cánh cứng đã phát triển nhiều chiến lược phòng vệ khác nhau. Một số loài như bọ cánh cứng bom, Bracchinini, có khả năng phun ra chất hóa học nóng từ hậu môn để làm cho kẻ thù phải bỏ chạy. Loài này có thể phun hỗn hợp hóa học ở nhiệt độ lên đến 100 megacell, tạo ra một tiếng nổ nhỏ và khói trắng để dọa kẻ thù. Một số loài khác, như bọ rùa, sử dụng màu sắc sặc sỡ của mình để cảnh báo kẻ thù về độc tính của chúng. Một số bọ rùa có màu đỏ tươi hoặc vàng sáng với các đốm đen, dấu hiệu cảnh báo rằng chúng chứa chất độc và không thể ăn được. Một số loài bọ cánh cứng còn có khả năng giả chết, rơi xuống đất và nằm im để tránh sự chú ý của kẻ săn mồi. Những chiến lược sinh tồn đa dạng này giúp bọ cánh cứng tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong nhiều môi trường khác nhau, từ rừng nhiệt đới, rậm rạp đến sa mạc khô cằn. Bọ cánh cứng là một nhóm côn trùng phong phú và đa dạng, với những đặc điểm và hành vi sinh sản vô cùng thú vị. Phân biệt giữa con đực và con cái thường dựa vào kích thước, hình dạng và các đặc điểm cơ thể. Ví dụ, ở loài bọ Hercules, Dinesta Hercules, con đực thường lớn hơn và có cặp sừng dài và khỏe trên đầu, trong khi con cái nhỏ hơn và không có sừng. Cặp sừng này được con đực sử dụng trong các cuộc chiến để giành quyền tiếp cận con cái. Khi đến mùa sinh sản, bọ cánh cứng đực thường có các chiến lược để thu hút bạn tình. Ở một số loài như bọ hung, Scarabaeus sir, con đực sẽ tìm những viên phân lớn và cuộn chúng thành quả cầu để thu hút con cái. Con cái bị thu hút bởi khả năng tạo ra và vận chuyển quả cầu phân của con đực, xem đó như một dấu hiệu của sức mạnh và khả năng chăm sóc tổ. Quá trình tìm bạn tình của bọ cánh cứng cũng rất đa dạng. Bọ rùa, Coccinella, sử dụng tín hiệu hóa học để tìm kiếm bạn tình. Con cái tiết ra pheromone để báo hiệu sẵn sàng giao phối, và con đực sẽ theo dấu mùi hương này để tìm đến con cái. Quá trình này có thể mất vài giờ đến vài ngày nay, tùy thuộc vào điều kiện môi trường và sự hiện diện của các đối thủ cạnh tranh. Sau khi tìm thấy bạn tình, bọ cánh cứng sẽ chuẩn bị nơi sinh sản. Nhiều loài bọ cánh cứng đào hầm trong đất hoặc sử dụng các hốc cây để làm tổ. Bọ hung sẽ sử dụng phân động vật để làm tổ, đặt trứng bên trong quả cầu phân để cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho ấu trùng khi nở ra. Quá trình này đảm bảo rằng ấu trùng có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ. Quá trình sinh sản của bọ cánh cứng cũng rất đa dạng. Ở bọ Hercules, con cái đẻ trứng dưới mặt đất, trong các hốc cây hoặc dưới lớp lá mục. Số lượng trứng đẻ ra có thể từ vài chục đến hàng trăm trứng, tùy thuộc vào loài. Ví dụ, bọ hung có thể đẻ từ 20 đến 60 trứng mỗi lần, trong khi bọ Titan, Titanus giganteus, chỉ đẻ khoảng 15-20 trứng mỗi lần. Sau khi con cái đẻ trứng, trứng sẽ trải qua một giai đoạn ấp trứng, kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, tùy thuộc vào loài và điều kiện môi trường. Khi trứng nở, ấu trùng, hay còn gọi là sâu bọ, thì xuất hiện và bắt đầu hành trình phát triển.
Giai đoạn ấu trùng là một trong những giai đoạn quan trọng nhất trong chu kỳ sống của bọ cánh cứng. Ấu trùng thường có hình dạng giống sâu, với cơ thể mềm mại và có khả năng ăn uống mạnh mẽ để tích lũy dinh dưỡng cho quá trình biến đổi sau này. Ví dụ, ấu trùng của bọ hung Scarecrowsus ăn phân động vật, trong khi ấu trùng của bọ Hercules Dynastes Hercules ăn gỗ mục. Ấu trùng có thể ăn một lượng thức ăn khổng lồ, đôi khi gấp hàng chục lần trọng lượng cơ thể của chúng mỗi ngày. Trong suốt giai đoạn ấu trùng, chúng sẽ trải qua nhiều lần lột xác, thường là từ 3 đến 4 lần, để phát triển và tăng kích thước. Mỗi lần lột xác, ấu trùng lại lớn hơn và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Quá trình này có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, tùy thuộc vào loài và điều kiện sống. Ví dụ, ấu trùng của bọ Hercules có thể kéo dài giai đoạn này từ 1 đến 2 năm. Khi ấu trùng đã tích lũy đủ dinh dưỡng và đạt kích thước cần thiết, chúng sẽ tiến vào giai đoạn nhộng. Trong giai đoạn này, ấu trùng sẽ tạo kén bảo vệ quanh cơ thể và bắt đầu quá trình biến đổi hoàn toàn. Bên trong kén, cơ thể của ấu trùng sẽ trải qua những thay đổi phức tạp, chuyển hóa thành cấu trúc của bọ cánh cứng trưởng thành. Giai đoạn nhộng có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, tùy thuộc vào loài. Cuối cùng, sau khi hoàn tất quá trình biến đổi, nhộng sẽ nở ra bọ cánh cứng trưởng thành. Bọ cánh cứng mới nở thường có cánh mềm và màu sắc nhạt hơn, nhưng chỉ sau vài giờ, cánh sẽ cứng lại và màu sắc sẽ đậm lên. Bọ cánh cứng trưởng thành sẽ rời khỏi kén và bắt đầu cuộc sống mới, tìm kiếm thức ăn và bạn tình để tiếp tục chu kỳ sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những cuộc phiêu lưu khám phá thiên nhiên hấp dẫn như thế này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này và hẹn gặp lại trong các video sau nhé.